Chào các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tai Nghe Game ha. Các anh em mà chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi tất cả thiết bị âm thanh, dàn sóng, dàn kẹo kéo và có thâu mua dàn nhạc của anh em ở gần xa ha. Địa chỉ em ở Ninh Thới, Cầu Kè, chị Vinh, số điện thoại là 0787979286 ha. Hôm nay thì em có thâu dàn nhạc về được một số đồ thanh lý ha. Rồi một cái dàn trống xài gia đình nha anh em. Cái dàn trống thì bán cho anh em giá là 400.000 ha. Đó, nguyên cái dàn trống như thế này. Sử dụng gia đình chơi cho em bé em tập rồi đó thì giá chỉ là 400.000 thôi ha, không có bao ship nha anh em. Cái đồ này ship thì chắc tiền ship nhiều hơn tiền mình mua hàng nha anh em lại lấy hàng giùm em hay là em gửi Tô Châu cho anh em cũng được, gửi Tô Châu cũng khá là nhiều tiền ha. Đó, 400.000 cho cái dàn trống này. Và em còn một số cái âm ly về anh em sử dụng gia đình ha. Em còn một cái âm ly 779 nè, BA nè, cái này thì chạy 8 sò, nó có quạt gió luôn nha anh em. Ha, âm ly 8 sò có quạt gió, cái này thì nó có cái lớp vỏ nỉ luôn nha anh em. Cây này thì bán cho anh em giá là 600.000 ha, một cái âm ly 600.000. Và tiếp theo thì em còn một cái âm ly 12 sò có sửa chữa nha anh em ha. Đó, một cái âm ly 12 sò có sửa chữa hoạt động ok hoàn hảo hết, 12 sò 700.000 nha anh em. 1 2 3 4 5 6 12 sò nha. 700.000 cho một cái âm ly 12 sò, mã là gì đây em coi lại nha. Âm ly BA33S 700.000. Và em còn một cái âm ly đó, một cái âm ly nữa có cái cần lọc nha nè, cần lọc mã là BS909 gì đây. Con này thì hình như là chạy là 8 sò hoặc là 12 sò gì đó, em cũng quên nè. Thì bán cho anh em còn đẹp nè, bán cho anh em giá là 500.000 ha, 500.000 một cái âm ly có eco hoạt động hoàn hảo hết. Mấy cái này là toàn bộ hoạt động hoàn hảo hết nha, ba cái này không gọi lầm, em đã test rồi nha. Và em còn một cái cuộn phân tầng này hình như là cản gì thì em cũng không biết, nó chế khách chế làm cái gì nè. Đó, có hai cái bóng đèn nè, có dây vào dây ra nè. Đó, một cặp này bán cho anh em với giá là 100.000, bán em 50.000 thôi, 50.000 thôi. Anh em về còn hoạt động đang tháo trong thùng ra đó. Cái nguyên lý hoạt động của cái này thì em không biết luôn, cắt ra mẹ em quên mất. 50.000 ha, một bộ phân tầng chế nha anh em nha, bộ phân tầng chế 50.000. 50.000 thì mình mua được hai con này, hai con K3 này thôi nha. Đó, còn mấy cái này thì anh em tự lấy về làm, muốn gắn vô là xài được anh em. Hình như cái này là cản chép anh em ơi, gắn cản chép nè, 50.000. Rồi em còn một cặp lo 40 đó, cặp lo 40 em coi còn zin hay không đã. Rồi một cặp lo 40 con 75 ha, con 75 hơn trăm ta, con này nhìn lạ quá, con này chắc 75 anh em, còn hoạt động đó, còn hoạt động tốt, giá là 1.300.000 ha, cho một cặp lo 40 con 75. Rồi em sẽ quay qua phần mấy cái Coster anh em ha. Coster thì giá rẻ thì đây, Coster 223XL một cây là 600.000 ha. Em còn 3 cây 223XL Coster giá chỉ có 600.000 thôi nha. Có số thì em còn một cây có số đây, có số 7 nha anh em, bán cho anh em với giá là 1.500.000. Một cây chống hú số nha, feedback chống hú số, bán cho anh em với giá là, cây này thì bán cho anh em 1.200.000 đi ha. 223XS thì em còn một cây này 700.000, 223XS 700.000 nha. Một cây giang cơ EIM bán dùm cho khách nha anh em. Cây này thì bán cho anh em giá là 800.000, một cây giang cơ lai số nha, size 1.5 U. Nói chung là mặt cũng hơi xấu, 800.000 nha anh em ha. Lọc xì thì em còn hai mẫu lọc xì nha anh em, hai ba mẫu lọc xì thì em còn một của Bway ha, Made in China nha, hàng chính hãng xuất Mỹ nha, mặt mày còn đẹp ken, bán cho anh em với giá là 1.100.000 ha, 1.100.000. Và một cây lọc xì của Behringer, lọc xì feedback chống hú nha anh em, có gãy 1 2 3 4 cần nhưng mà còn hoạt động tốt nha, còn kéo lên cái xuống được như thế này đó, nó bị gãy cái nút đèn thôi ha, còn hoạt động nè, tốt rồi, không có lỗi lầm nè, bán cho anh em với giá là 1.100.000 luôn ha.
lọc xì chống hú feedback nha, của Beninger nè. Đó. Đây feedback nè, chống hú nè. Đó. Coster thì cây này 26 nè, 600.000 đây nha. Còn cây này với này nè, 223XL nè ha. Vang số của ATD Acoustic thì đây em còn một cây, còn điều khiển, còn remote luôn anh em ha. Mã là SB500B, bán anh em giá là 2.700.000. Con này thì hàng mới là nó là 3.800 nha anh em, mà con này như mới nha, không có chạy xước. Nó còn remote điều khiển đầy đủ ha, 2.700.000. Và đây em còn một cây Giang cơ lai số K88, bán anh em giá là 1.000.000 ha, cơ lai số nha, chỉnh rồi ok hết trơn nha. Và em còn một cây lọc xì gia đình nha anh em, lọc xì thì lọc xì để cho anh em xài gia đình nè. Đó, lọc xì này có đèn rồi nè, 300.000 cho cây lọc xì này, lọc xì 300.000 thôi nha. Rồi tiếp theo thì em còn một cây lọc xì của Acli nha anh em ha, lọc xì của Acli nha. Lọc xì Acli này thì bán cho em với giá là 1.300.000 nha, lọc xì Acli này. Anh em lúc trước còn có cái lọc xì này thì rất là quý nha, 1.300.000. Và tiếp theo thì em còn hai cây giang cơ nha anh em ha, hai cây giang cơ B6, hai cây B6 mới khoảng 95% nha, nói chung nó là như mới anh em ha. Có eco reverb đầy đủ, có 8 chế độ nha, có reverb riêng nha anh em, reverb riêng ha. Đó rồi, cái này thì bán cho anh em với cái giá là 1.200.000 một cây ha. Em còn hai cây như nhau rất là đẹp can ha, như mới anh em ha, 1.200.000. Lọc xì màu xanh BSS, cây này thì bán anh em giá là 1.000.000 nha, lọc xì BSS nè, giá là 1.000.000. Một cây có số thì đây, còn một cây TC Pro 24214A, cây này là có số 7 anh em ha. Em còn hai cây có số 7 như thế này, bán anh em giá là 1.500.000 một cây ha. Rồi gian số mà giá 900.000 thì đây em còn một cây K3000 nè, 900.000. Và một cây Chibat, bán cho anh em giá cũng là 900.000 luôn ha. Hai cây gian số cho anh em nha, mà giá chỉ có 900.000 thôi. Đó. EQR thì em còn Mi Reverb 4 nè. Mi Reverb 4 thì bán cho anh em giá là 1.300.000 ha. Cái này là của Malaysia. Và một cây Reverb 100, nó mặt nó nói chung là có hơi xấu cái này, 900.000. Cây này là của Japan anh em ha, của Nhật á. Mạch vàng nha, Reverb 100. Bán anh em giá là 900.000. Và còn hai cây Mi Reverb 4 nè, mặt này còn đẹp keng. Cái này là của Taiwan nha anh em ha. Giá là 1.200.000 một cây. Em còn hai cây như thế này ha. Hai cây Mi Reverb 4. Nguồn này đủ hết trơn nha anh em. Giá của nó là 1.200.000 một cây. Và còn một cây Vanker B3 nha anh em. Bán anh em giá là 800.000 ha. 800.000 cho một cây Vanker B3. Và em sẽ quay qua phần ổng áp thì em còn là mấy mẫu robot nha anh em ha. Đây, một cây ổng áp robot 10kg, điện 90V đến 240V nha anh em. Ổng áp 10kg bán cho anh em với giá là 2.000.000 một cây robot. Và còn hai cây robot 5kg nha anh em. Đây, em tháo gạt ra ta chụp hình cho khách đây ha. Ổng áp robot 5kg. Còn đẹp ha. Cây này còn nguyên tem chưa tháo luôn nè. Tem bảo hành đây. Nó chưa tháo luôn. Một cây đồng giá là 1.000.000 ha. Em còn hai cây robot và một cây 10kg của Hanco mẫu nằm ha. 10kg cũng là điện 90V luôn nè anh em. Điện 90V bán cho anh em với cái giá là 1.800.000 ha. Hơi xét ở đây nha, nhưng mà em sẽ vệ sinh sơn lại cho anh em nha. 1.800.000. Và em quay qua phần mixer micro, và tí em sẽ quay qua phần lo nha. Hôm nay thì đồ nhiều, clip hơi dài, anh em chịu khó xem giùm em ha. Đây em còn hai cái chép 350, bán cho anh em giá là 300.000 nè ha. Hai chép 350. Hai cái chép 350 300.000. Hai cái chép 450 hoạt động tốt, không lỗi lầm ha. 400.000. 450 nha anh em. 400.000 nha. Rồi chép GCF thì em còn hàng mới nè. GCF hàng mới mà để bụi với anh em. 1.000.000, 750. 450 thì là 550.000 ha. 550.000, 450 chép hàng mới. Hàng mới nha anh em. Rồi, mic bãi thì em còn một số bộ mic bãi nha, mic 2A tai gạt có mắc QR ha, IR đầy đủ nha.
Đó, anh em cần dán thì can như thế này thì em dán thì can như thế này cho anh em ha. 1.050.000. Tai đẹp. Mic 2A nha. Mic 7 này thì em còn khoảng 20 bộ. Mic 7 nha. 1.050.000. Và tiếp theo thì em còn một bộ mic 7 tai dãy cá đẹp can nha anh em. Nè, đẹp can ha. Chất âm thì vượt trội nha. M-Box. Mic 7 anh em ha. M-Box nè. M-Box 3300. Đầu thu đẹp can ha. Rồi, bán cho anh em với giá cây này thì là 1.600.000 nha anh em. 1.600.000 cho một bộ mic 7 M-Box nha. Và một bộ Sennheiser. Đây. Một bộ Sennheiser hàng của Đức nè, BS868 1.000.000 ha. Hai râu cho anh em sử dụng gia đình. Chắc âm ok ha. BS868 đây. 1.000.000 cho một bộ micro Sennheiser. Tiếp theo thì em còn được mấy cái mixer. Đó, mixer thì về một cây này thì nói chung là như mới anh em ha. Đây. Một cây này như mới nè. Khách nào chốt thì nhắn tin lại giùm em, mới vừa về hôm nay luôn ha. Mới vừa về. Giá của nó là 2.500.000 nha anh em. 2.500.000. MFX8 sẹt 2. 01 chích giày nha. Cái này là nói chung là như mới luôn nha anh em. Mới khoảng 95% đến 97% ha. Đó. 2.500.000. Và tiếp theo thì em còn một cây AFX12. Nói chung cây này cũng đẹp can luôn anh em ơi. Nhưng mà gớt cái nút ở đây ha, do là hôm qua em gớt trên xe đó, em sẽ lấy rồi em gắn lại nha, trở về gớt. Cây này thì mấy cái ốc thì chưa thấy hiện tượng sét gì hết nha. Rồi, bán cây này em giá là 1.900.000 cho một bàn EX12, 1.900.000 ha. Và đây, em còn một bàn mixer Việt Nam 8 line. Hôm nay giảm cho anh em 100.000 ha. Bàn mixer hoạt động tốt, không lỗi lầm. Eco đồ đầy đủ nha. Các bài hoạt động tốt, 700.000 cho một bàn mixer Việt Nam nha. MX804 và một bàn mixer M8 Samba nha. Xe hơi ồn anh em chịu khó nghe mẹ em ha. Bàn này rất là đẹp nha, em chưa vệ sinh đó nè. Bàn còn rất đẹp ha, eco reverb đầy đủ, giá là 1.000.000 ha. Samba M8 mẫu rất đẹp nha. Đó, 1.000.000. Samba M8 nha. Rồi. Lo thì em còn một số lo, lo sub, lo full. Đây em còn một cái lẻ 42 từ, có làm con rồi, hoạt động tốt nè. Một cái lẻ 42 từ, màn đẹp. Bán em giá là 600.000 ha. Một cái bass Hiway. Bass 7 nha. Bass Hiway. Con 75 nha, gin bass, gin đẹp. Bán cho anh em với cái giá là 700.000 ha. 700.000 một bass 40. Còn 75. Và tiếp theo thì em còn một cặp GCF nha anh em ha. GCF. GCF bass sub 50 nha, từ 220 con 100. Bass ghiên đẹp đó. Đây anh em còn xem cái màn ha, nó còn chiếu chiếu nè anh em, nó không? Còn đẹp nha. Đây, bass ghiên nha. Bass sub 50 từ 220 con 100. Giá là 2.500.000 nha anh em ha. Bass sub 50. Và tiếp theo thì em còn một cặp 300B nha anh em. Một cặp 300B Trung Quốc. Màn gin đẹp, giá là 2.000.000 nha. 300B. 300B hàng đẹp nha. Gin. Hai cái gin toàn bộ nha. Hai cái bát gin đẹp. Bán cho anh em với giá là con này là con 76 nha anh em ha. Bán cho anh em giá là 2.000.000, bát con 76. Và em còn một cặp súp 2 từ. Súp này là khách đổ từ nha anh em ha. Từ này là khách đã đổ lên nha anh em. Bát súp 50, 2 từ. Ghiên đẹp. Bán cho anh em giá là 2.500.000 ha. Đây. Bát ghiên đẹp. Khách đổ lên thêm một từ nữa. Giá là 2.500.000 bát súp 50 ha. Từ 220 con 100. Và em còn một cặp Nestle từ trắng 1.800.000 nha. Bát 40 từ 220 con 100 nha. Bát 40 từ trắng 1.800.000. Anh em nhìn thấy từ chiếu đẹp không? Không zin nha. Bát 40 không zin Nestle. Và em còn một cái GCF
từ 220 coi 100, bát súp 50 nha, giờ xếp bãi nha, giá là 1.300.000 nè, giờ xếp 1.300.000 nha em. Rồi em sẽ quay qua phần men. Men thì em còn mấy cây men bãi mới về ha, men 1U còn một cây. Đây em còn một cây men bãi 40 sò 2.700.000 nha. Men bãi 2.700.000 40 sò. Đó, em còn một cây này 2.700.000. Và một cây hai cây men Việt Nam nè, 40 sò 2 tăng phô. Cây này thì quýnh 40 con 100 thì một cặp full đôi anh em ha. Một cặp full đôi quýnh ok nghe, 1.800W nhân 2. 2.700.000. Và một cây ở dưới thì em sẽ gắn nút lại, nó mặt nó hơi xấu một tí. 2.500.000 nha, 40 sò 2 tăng phô to đùng nha. Và một con men Việt Nam nữa. Đây. Một con men Việt Nam đa ton chạy 32 sò. Đánh tốt một cặp 40 con 100 ha. À, bán cho anh em với cái giá là 2.000.000. Một cây MA 7200 men bãi nha, đẹp keng. Đó. Mặt mày đẹp, bán cho anh em giá là 2.700.000 luôn ha. Con này thì chạy 32 sò, MA 7200. 2.700.000 nha anh em. Men bãi. Rồi em còn một cây CB Aquatic. Hàng này là hàng nguồn sung nha anh em ha. Đó, nguồn sung. Hàng chính hãng của CB nha. Cây này bán cho anh em giá là 2.900.000 đây, 2.900.000 nha anh em. Và một cây B24. Cây này thì 24 sò ha. 24 sò. Tăng phô tròn. Đó, bán cho anh em giá là 2.200.000 nha. B24 2004. B3 2.200.000 ha. Và tiếp theo thì em còn mấy mẫu men này gáp cho khách mà không biết khách có chốt không thì em quay lên bán luôn cho anh em ha. Một cây Bima Made in USA ha, 1.100W một kênh. Nó cây này thì quýnh full đôi súp kép vô tư nha, dành cho quýnh full đôi vô tư đó. Rồi anh em chốt cây này thì cần thì em sẽ tháo buộc gan cho anh em ha. Đó, Bima. Cây này thì bán cho anh em với cái giá là 3.900.000 ha, 1.100W. Và một cây KS 2850 DBX ha, một kênh là 850W. Một cây men 1U nha, men 1U bán cho anh em giá là 3.500.000 ha, 800W một kênh nha, 850W một kênh ở 8 ohm nha. Đó, size 1U. Thì cái con này thì có thể là đánh được một kênh đến một cặp full đôi nha anh em. Một kênh đến một cái full đôi chứ, xin lỗi ha. Một cái full đôi con 75 cũng tốt ha. Và đây, nói chung là hơi chá nha. Em còn hai cây BV 7200 luôn, hai cây BV. Nó đồng giá một cây là 2.400.000 nha. Đó. BV 7200 trên dàn máy em chưa tháo xuống luôn nè. Và hai con B-Way này thì bán anh em giá là 2.400.000 một cây ha. Hai cây trên dàn máy em chưa tháo ra luôn nè. Và em còn một cây lọc xì, nó trên hơi chá nắng nha anh em ha. 2231 bán anh em giá là 1.200.000. Đó, 1.200.000 cho một cây 2231 ha. Máy khoan máy cắt thì anh em thích thì alo giùm em nha. Máy khoan thì giá là 200.000 một cây. Bao ship cho anh em ha. Máy cắt thì giá là 300.000 một cây, bao ship cho anh em luôn. 300.000 một cây cho một cây máy cắt ha. Đó, em bán thêm máy cắt, máy khoan rồi. Đủ loại hết nha anh em. Hàng này là hàng mới nha, điện 220 nè. Đó. Máy khoan đây, máy cắt đây. Anh em mua thì alo giùm em ha. Rồi đây là một cây B-Way USA ha. Cái cây này Việt Nam nha, để cho vui vậy, 32 sò, 2.4. Đây còn ba cây B-Way như nhau luôn nè anh em. Nhìn y chang nhau luôn ha. Đó, cái dàn số Bosa X8 nè, còn nguyên tem nguyên zin nè, 2.5 triệu luôn. Bosai 8 nha anh em ha. Bosai 8 2.5 triệu. Và em sẽ quay qua cái dàn lo. Lo thì em mới vừa về ha. Và lo thì em còn về được một số mẫu lo nè anh em ha. Lo đơn. Vỏ lo đôi ha. Vỏ lo đôi này thì bán cho anh em giá là 1.200.000 dán ép nha anh em. Để hơi bụi ha, không chạm lưới đầy đủ nha anh em. Cặp vỏ full đôi, lưới đầy đủ không chạm dán ép, giá là 1.200.000 ha. Và một cái phân tầng 30, một cặp phân tầng 30
Cái này thì bán cho anh em giá là 150.000 đi ha. Còn một cặp vân tàng lẻ nè, em để đây nè, chép bát đầy đủ nha. Mà thiếu trụ này em cũng chả biết lý do làm sao ha. 150.000 trong bộ phân tầng bát 30 nè. Và em còn 2-3 cặp full đơn thành phẩm nha. Còn 3 cặp như thế này anh em cần mua vỏ thì em tháo vỏ ra em bán nha. Mua ruột thì em tháo ra bán toàn bộ hết, chép đầy đủ, chép 750. Và chép 750 bát thì coin 100 nha. Có 2 cặp coin 100 và 1 cặp coin 75. Cặp coin 75 này ha. Đây là một cặp coin 75. Đó, anh em cần gáp nguyên cái dàn nhạc cấu hình giá rẻ thì tầm mười mấy triệu thì đấy những cái cặp này nè, mình gắn vô. Đó. Thì mười mấy triệu là anh em có thể đi show được rồi nha, khoảng chưa được 20 triệu nha anh em. Đó. Và em còn một cặp full đôi thành phẩm nha anh em, Nexol. Nhưng mà cách gáp vô cặp này là bát của Mỹ nè ha. Eminon. Đây. Bông tia âm phân tầng đầy đủ nha. Đó. Anh em muốn mua vỏ thì em sẽ bán vỏ luôn nha. Chép là chép 850 anh em nha. Chép 850 con dây dẹp nha. Đó. Cặp này thành phẩm như thế này bán anh em giá là 7 triệu đồng ha. Một cặp full đôi thành phẩm bán anh em giá là 7 triệu ha. Đây bát đây, từ 220 con 100. Đó, em tháo một cái bát rồi để quay cho anh em ha. Bát đẹp keng như mới luôn nha anh em. Bát Eminon nha. Eminon. Đó, anh em muốn mua lẻ thì em sẽ bán lẻ cho anh em ha. Cặp bát này thì bán anh em giá là 2.300.000 một cặp ha. 400W Eminon tem đỏ. Đây. Hai triệu 300.000 một cặp. Đó. Anh em mua thành phẩm thì em bán thành phẩm cho anh em là giá là 7 triệu đồng ha. Phân tầng đầy đủ, chép 450 con dây dẹp luôn. Có 850 con dây dẹp nha anh em ha. Đầy đủ như thế này. Lo thì nói chung là mới keng luôn nha. Có một vết chày do giờ vận chuyển nè. Em sẽ xử lý lại ha. Đó. Vỏ đẹp. Vỏ một cái này thì nói chung là khá nặng nha anh em ha. Nó một cái này thì tầm khoảng là trên dưới 60kg nha anh em ha. Cái này nè, trên dưới 60kg. Anh em mua lẻ thì em bán lẻ ha. Anh em mua thành phẩm này bán thành phẩm. Anh em cần lên cấu hình dàn nhạc như thế nào thì em sẽ lên gáp cho anh em như thế đó nha anh em. Đó. Lo thì vỏ này cũng còn khá đẹp nha anh em. Nói chung tương đối đẹp. Lo cái zin nè. Anh em mua thành phẩm như thế này thì em bán thành phẩm. Anh em cần tháo ruột ra bán thì em tháo ruột, tháo chép luôn, tháo phân tầng ra ha. Và cuối video thì em cho em xin một like, đăng ký. Cảm ơn anh em ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua. Vẫn là câu nói quen thuộc ha, hàng có chậm có trễ hay là có sai hàng thì anh em báo liền giùm em ha, biết em hướng giải quyết cho anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.